Vinlex xin chào cả nhà nha. Phố Vinlex đang đứng ở giao giữa phố Hàng Chiếu và phố Hàng Đường. Đó. Ở bên này là phố Đồng Xuân. Rất là đông luôn. Đoạn này thì đã sắp bắt đầu đi vào cái phố đi bộ đấy mọi người. Đây, và đó là khu trông giữ gửi xe luôn. Và mình thì đã gửi xe ở đây. Bây giờ thì vào ăn tối, ăn tạm món bún ở chỗ này, phố số 1 Hàng Đường. Bún riêu, bún thập cẩm. Không dọn hàng vào. Rất chi là đông. Số 1 Hàng Mã. Phố Hàng Mã đi về phía này kia. Vâng, và đây là quán bún nè cả nhà. Chào xin phép chưa ạ? Anh gọi bún gì rồi anh? Bè bè, giò, bò. Bắt trứng ra đây. Sửa thức lộn, rau sống. Ở đây, đây là thực đơn nha. Cô Thanh Béo số 1 Hàng Đường, bán từ 4 giờ chiều đến 2 giờ sáng. Có trà đá không? Anh uống trà đá không? Em quan trứng. Đây anh không quay được. Chốc nữa tôi quay thêm xong. Anh có thể sang bề bề sang cho anh được mà. Cho bớt sang. Giấm tỏi à? Cho luôn thôi em. Bác này cho rồi à, cho thêm tí tiêu đi anh. Bác anh cho tiêu. Tiêu với cả cái ớt chưng ấy, ớt chưng ấy nhìn thấy sẽ ngon hơn nhỉ? Không có tiêu. Cho ớt chưng. Đây cái lọ này gì anh? Muối à? Cho một tí đường cay đấy, tí váng mỡ cho nó ngon này, kéo cay. Nó để bắt cầm cầm. Giò sụn à? Trứng. Trứng vịt lộn này, giò sụn này. Giò. Bò. Mọc. Nó kiểu như riêu à? Riêu. Đấy là đậu. Anh cho em xin cái đấy đúng anh Quân? Bè bè. Hai mình có bè bè nhé. Bây giờ làm sao lấy được cả hai đứa nhỉ? Em xin. Cho anh bè bè này. Có bè bè thì không ăn trứng giống kiểu như thế đúng không? Em thử nước ra nào. Hơi cay thì anh vừa cho thêm cái kia nó cay cay. Nước ngon đấy, bún ngon đấy.